Chào mọi người, bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái dòng máy phay của hãng DSA có cái mã là AMB04-6. Đây là dùng máy phay mini dạng cao cấp của hãng DSA nha anh em. Nó có cái công suất là 550W tốc độ, quay dòng là 30.000 vòng phút nha anh em. Cái đầu cốt con này là 6.35 nha. Đây cái thông số này anh em, 6.35 ha, anh em mua mũi phay là 6.35 là vào được nha. Trọng lượng nặng này là 1,6 kg đó, của hãng DSA anh em ha. Đây là cái dòng mà cái thân nó bằng nhôm nha. Cái giá bên mình đang bán con này là 775.000 anh em, giảm 5% cho đến hết cái tháng này thôi là còn 736.000 đó. Anh em đang nhu cầu thì qua cái hàng lấy 736.000 nha. Trong đây nó có hai cái tay ha, đó hai cái tay mở. Rồi cái máy phay cử ha, ở đây có bát cử đầy đủ ha, anh em muốn về chúng ta xài nào chúng ta xài. Hôm nay nó có chúng ta thêm một cái đây, thêm cử nữa nha nè, đây ha, đó trang bị đủ đồ, chỉ còn 736.000 thôi nha. À, trong đây có thêm một cái chỗ than dự phòng nữa nha anh em. Đó, và đây là cái thân máy. Nó được thiết kế rất là đẹp luôn, cầm nặng đậm tay ha. Đó đây. Nguyên cái thân là bằng nhôm hết nha anh em. Và những dòng này anh em xài rất là bền luôn nha. Đó. Xài rất là bền luôn. Đó, rất là đẹp. Và công tắc nằm trên đây ha. Đây. Đó. Thì cái thân này nó sẽ có những cái răng này nè. Anh em để ý cái răng này không? Cái răng này thì khi mà mình ráp là vô là nó sẽ đi với cái ông này ha, nó nằm trong đây nè, đó vậy ha, sát cái nè, mình siết vô rồi ha, rồi lên xuống, mình chỉnh lên xuống đó ha, tùy mình thôi. Cái này là nó thiết kế dạng này giống như là cái vạch chia anh em ha, và chia mỗi một cái rành này, cái này là nó phay âm xuống luôn nha, nó phay âm xuống luôn nè. Đó, âm xuống luôn. Ta siết lại. Chung cái này thì nó khi anh em mà xoay có thể đặt cái vị trí nào cũng được anh em ha. Còn những cái dòng máy phay kia là nó có những bánh răng để đây anh em đưa lên đưa xuống. Còn cái dòng này là chúng ta sẽ đưa lên đưa xuống là dùng tay ha, kéo ra vậy nè. Anh em đưa lên đưa xuống tùy theo cái chỉnh này thôi. Chứ nó không có dùng cái răng ở đây. Nha, anh em có thể kéo lên một xuống nè, nè xuống vô đây đây hạ xuống một ly. Nha, đó nó xuống nè, đó ha, từ xuống ha, rồi đó này cứng lại ha, siết này cứng lại rồi vậy thôi. Đây cái đế là bằng một cái loại nhựa rất là xịn nên ha, trong nha. Công suất này là mạnh nha anh em, công suất của hãng DSA này rất là mạnh luôn, 550W, giá đang cực kỳ tốt luôn nha, chỉ có 736.000 thôi đó, 736.000. Anh em đang có nhu cầu về cái con này có thể ghé cửa hàng lấy. Để mình sẽ cắm điện cho anh em xem ha. Vì đây là cái dòng công tắc này nè, anh em khi mà cắm điện mình để vị trí số 0 nha. Rồi, bật lên. Tốc độ quay tới 30.000 vòng phút luôn á, mình để ở đây rất là đầm nha anh em, nó không có bị đảo ha, tốc độ mạnh lắm. Những con này thì chúng ta phay nó rất là ok rồi nha. Đó, cái mã anh em nhớ mã nha, AMB04-6 nha. Đó, AMB04-6. Rồi vậy thôi anh em á, máy chạy rất là ok luôn, êm. Thì anh em đang có nhu cầu về một con máy phay mini thì có thể liên hệ cửa hàng để mua hàng nha. Giá chưa gồm ship nha. Anh em lưu ý cái chương trình mà giảm giá áp dụng tới hết tháng 10 nha, và tùy theo cái số lượng nữa. Đúng ra thì cái hãng áp dụng tới ngày 15 tháng 10 thôi, nhưng mà mình cử hàng cho anh em á. À, có thể mình bán trước tháng 10 mà có thể nó hết trước á thì mình cũng có thể ngưng cái chương trình trước. À, nha anh em.
dụ nó hết hết sản phẩm trước á, thì mình sẽ cũng ngưng ngưng sản phẩm, ngưng chương trình trước trước nha. Còn khi nào nó còn thì mình sẽ áp dụng cho anh em. Bởi vì khi mà những cái đơn hàng anh em biết, hay những cái đơn hàng mà đặt hàng mà sau từ ngày 15 tháng 10 là áp dụng không có giá giảm nữa. Vậy thôi. Rồi, này lắp đây ha, để mình phay nó thiết kế ngay cái này luôn nè. Ta đưa vô cái mang mép rồi chạy luôn ha. Mũi cốt phay là 6.35 anh em ha. 6.35. Đó, xả ra. Ha. Đưa chúng ta cần canh thôi. Đó, rồi vậy thôi ha. Còn đây những cái bát phụ kiện nè, anh em muốn xài nào chúng ta xài ha. Đa phần ta phay là ta xài cái này phay phay mép anh em ha, mép là nhiều. Và cái này là dùng để cắt mép nè. Ha. Còn phay thì nó vẫn là cầm tay hoặc là đập cử bên đây ha, là nhiều. Đó, chứ những cái bát thì cũng ít xài. Rồi ok ha, rất là đẹp luôn, chỉ có 736.000 thôi, giá áp dụng cho đến hết tháng 10 nha anh em. À, anh em nào nhu cầu thì ghé cái hàng lấy, hàng đang có sẵn nha, hàng đang có sẵn. Cái này mình rất thích ở chỗ là cái nguyên cái nút vỏ bằng nhôm á, nguyên cái thân luôn đây. À, nó rất là đã, anh em cầm ha, rất nặng tay và rất là đầm, nặng vậy anh em cầm nó chuẩn lắm ha, nặng vậy anh em cầm rất là ok luôn. Rồi cảm ơn ha, xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.